Ngu ngốc. Tao đánh. Tao đánh mày này. Này thì mày là thứ nhãi con gì? Tao đập chết cả nhà mày chứ đùa à? Đừng có làm bừa. Mày đánh tao thì được, nhưng anh em tao thì chỉ tao được đánh thôi. Tao chém mày. Anh Lượng, anh đừng kích động. Chúng ta cứ quán lậu của nó là được mà. Cướp. Được chứ. Tất cả đứng yên. Tất cả đứng yên. Tất cả đứng yên. Ai động đậy, tao chém đứa đó. Tay trái điện thoại, tay phải tiền. Giơ hai tay lên trước mặt tôi. Nếu không là ăn tát, cho đầu xoay tròn đến năm sau đấy. Túi. Mở ra. Gì đây? Loa mini. Mở ra. Anh Lượng, đâu ra đây? Đêm khốn nạn. Ngoan đấy. Hai trăm củ đấy. Giờ ra ngoài nói với người ta cũng mất mặt. Chứ sao nữa, có bao nhiêu đâu. Tôi nói cậu nghe, anh em tôi giờ vừa bắt đầu đã 1.400.000.000 rồi. Sao anh cứ thấy mình như đôi vợ chồng trẻ ấy nhỉ? Ghét ghê. Anh làm rơi đồ rồi à? Thế này nhé, mọi người uống trước đi, tôi đi vệ sinh. Được, anh đi đi. Tìm em à? Có chuyện gì? Ôi này, bắt đầu từ bây giờ giao quyền chủ động cho em nhé. Nếu không em sẽ hét lên là anh cưỡng hiếp em. Thế à? Em thích chơi thế à? Nào, cưỡng hiếp anh đi.
Em định làm gì? Định... Phục vụ. Đây là trà của Lâm Tổng mà. Dân à, đưa cho tôi. Đưa tôi đi. Anh Lượng, anh Tứ gọi. Tam Nhi, tắt nhạc. Cảm ơn. Xin lỗi, thất lễ rồi. Lão Tứ, cái thằng chết tiệt này đi đâu thế hả? Tôi nói cho cậu biết, đừng có sống như thế. Cậu qua đây tôi đấm chết cậu. Nhảy con suốt ngày chẳng ra thế nào cả. Cút đi cho tôi. Aston Martin, người có tiền. Maserati, Martin, Rati, Martin, Rati, Martin. Martin, lát chúng ta nói chuyện riêng nhé. Tiểu Bảo, anh sao thế? Trước giao thừa 51 phút. Tiểu Bảo. Mẹ nó. Cái kiểu người gì đây? Ai lại nhổ ra đây? Đây là quán lẩu. Tưởng đây là thôn nhà cậu à? Tưởng đây là khu mộ nhà cậu à? Tố chất như này, tôi nói cho cậu biết, tôi để xương lại mộ nhà cậu nhé. Làm sao? Còn định động tay động chân à? Tố chất của cậu càng ngày càng kém đấy. Tôi nói cho cậu biết, tố chất của cậu sao không thấy đáy luôn? Làm cái gì đấy? Làm sao? Cút đi. Lão Tứ đến chưa? Chưa đến. Gọi chưa? Anh đoán xem. Gọi rồi. Không ai nghe máy. Gọi tiếp đi. Thế chúng ta đi nhé. Được được, đi. Tôi ở lại đây thêm tí. Tôi còn có gì. Được rồi, giờ chúng tôi đi trước nhé. Hà Tổng, lần sau nhất định phải để tôi mời nhé. Được rồi, rồi, đi. Xóa đi.
Xóa đi. Xóa đi. Xóa đi mà. Xóa cái gì? Tôi... Xóa đi. Ăn tát nữa không? Xóa đi. Xóa. Thật hả? Phải xóa chứ. Người anh em, cảm ơn. Tôi thực sự không biết cô ta là nam. Em yêu, xin lỗi, anh sai rồi. Cho anh thêm một cơ hội đi được không? Anh thề, anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Chỉ một lần này thôi, bảo bối. Biến mẹ đi. Lại thêm một tên nữa, thật là... Ôi mẹ ơi. Ôi giời ạ. Ừ, chúng ta rút thôi. Để anh đưa em về. Vâng. Chính là cậu. Không phải tôi. Cậu xem đi. Sao cậu biết tôi nói cái gì? Cái gì mà có phải tôi không? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi cảnh cáo cậu. Cậu xóa đi cho tôi. Nếu không tôi kiện cậu. Anh uống lắm rồi à? Cô gái, làm gì đấy? Mọi người đi trước đi. Tôi với tên này có chuyện quan trọng cần giải quyết. Đừng đừng, nhanh lên nhanh lên. Anh bảo thấy bọn em đi trước nhé. Người lấy xe tới rồi. Đợi tôi với. Xong ngay đây. Không ngay được. Tôi nói cậu biết, xóa đi cho tôi. Nếu không tôi sẽ gọi 110 ngay. Được, anh bỏ ra đi đã. Buông tôi ra. Tôi không buông. Tiểu Bảo, chúng ta hẹn hôm khác nhé. Em đi trước đây. Tạm biệt. Đừng. Xóa đi cho tôi. Ông mày nữa chứ. Tán gái cả buổi tối, xong anh làm hỏng rồi. Cậu tán gái thất bại à? Tôi còn bị gái tán đây này. Tôi nói cho cậu biết, ai bảo cậu nhìn trộm chuyện riêng tư của tôi? Đáng đời cậu. Tôi hối hận ghê. Anh có biết chuyện riêng tư của anh buồn nôn thế nào không? Đồ biến thái, đừng có sỉ nhục tôi như thế. Biến. Chuyện đã đến nước này, hôm nay ông đây không xóa. Làm sao? Cậu giở trò lưu manh với tôi chứ gì? Giở giờ đồ gấu à? Làm gì đó? Chó cuốn nhảy tường à? Anh, cho tôi mượn cái điện thoại kia chút. Gì đấy? Điện thoại của cậu ta. 1 phút 20 giây. Được không? Ô hay. Không cần, không cần nữa. Coi như tôi chưa nói gì. Chưa nói gì hết. Bày trò với ai đấy? Tôi sai rồi đại ca. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi... Đừng, đừng đánh. Trong cái bộ dạng anh kìa, sao anh lại còn rúm ró thế? Tôi nói cho anh biết, đừng có chơi tôi. Cấp bậc nhất khiêu khiêu của tôi có thiếu cái icon mặt cười, cũng còn đẳng cấp hơn anh. Tôi biết rồi. Anh tên là cái gì ấy nhỉ? Tôi tên Hà Tổng. Suốt ngày đâu ra lắm tổng thế? Đâu ra lắm tổng thế? Đây là tên tôi, thật sự là Hà Tổng. Đâu ra lắm tổng thế? Tôi tên Hà Tổng thật. Tên thật là Hà Tổng mà. Tên thật của tôi là Hà Tổng. Cậu ba của tôi đặt cho tôi. Sao mày không để cậu cả mày đặt? Cậu cả tôi không có văn hóa. Trong cái bộ dạng rúng ró của mày kìa. Tôi sai rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ra đi. Nhìn cái gì đấy? 47 phút trước giao thừa. Dương Tổng, hôm nay tôi sắp xếp bữa này thực ra cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn mời đạo diễn Trương đến phân tích cho anh thị trường điện ảnh Trung Quốc hiện tại giờ tình hình thế nào, với lại mời mấy em xinh đẹp qua uống rượu nói chuyện với anh, chủ yếu là để anh vui. 26 phút trước giao thừa, tao hỏi mày nhìn gì? Đại ca, anh có cái gì xích không tồi. Tao có đeo dây xích đâu. Tao có đeo dây xích à? Không phải. Tôi nói thế không phải là sẽ không bị đánh nữa à? Mày bảo không ăn đập là không ăn đập sao? Mày bảo không ăn đập là không ăn đập à? Nào, quay lại. Mày bảo không ăn đập là không ăn đập đúng không? Đại ca, tôi sai rồi.
Này, tên gì ấy nhỉ? Đạo diễn Trương đúng không? Đúng thế, 44 phút trước giao thừa. Dương Tổng, anh biết thị trường điện ảnh bây giờ ở chỗ chúng tôi thế nào không? Giống như nồi lẩu chúng ta ăn hôm nay vậy. Cây nóng rực cháy. Cây nóng rực cháy nghi ngút khói. Điện ảnh Trung Quốc của chúng ta thế nào? Đã đứng lên rồi. Diện Diện, đứng lên. Đưa tôi để thận giá, tôi không giới tới. Được. Tôi thực sự không chém gió danh đâu Dương Tổng. Chỉ cần tiền đầu tư của anh đến, chúng ta mời mấy thằng xinh xắn đang hot, rồi quay ở Phuket, Saipan, Bali các thứ. Tôi đảm bảo lượng vé bán ra nhẹ nhàng lên hơn tỷ. Dương Tổng, sau này khoản đầu tư đáng tin nhất chính là đầu tư vào điện ảnh Trung Quốc đấy. Anh trai ruột của tôi ạ. Nào, kính hai sếp một ly. Đầu tiên cảm ơn Dương Tổng đã nể mặt mà tới. Cảm ơn Lâm Tổng đã sắp xếp cho tôi gặp Dương Tổng ở quán lẩu này. Chúc mừng dự án của chúng ta mã đáo thành công, kiếm nhiều không lỗ. Đạo diễn Trương đúng không? Đúng thế, chữ Trương trong cùng với Trương tạo thành. Được rồi, đạo diễn Trương. Anh xem, khách khí quá. Mày bị ngu hay gì? Ngu à, không biết nhìn à. Điện thoại. Điện thoại, điện thoại. Đúng rồi, điện thoại. Đây là gì? Trong túi là cái gì đấy? Điện thoại. Điện thoại, điện thoại mà không đưa. Điện thoại mà không đưa à? Phải phải rồi, tôi quên mất. Tôi có 3 số, tôi quên. Quên thật. Mày có 3 số à? 3 số. Quên thật mà. Thế cái kia đâu? Cái này 2 sim. 2 sim. Tao nói cho mày biết, đừng có lừa tao. Tao đánh rắm còn nhiều hơn mày thở đấy. Biết không? Có biết không? Ô hay, mày nhìn cái gì đấy? Tôi không nhìn. Tao hỏi mày, nhìn cái gì? Mày nhìn gì? Nhìn gì? Nhìn này. Tôi nhìn cái gì? Mày nói đi chứ. Ơ hay. Đại ca, tôi sai rồi. Đáp án chính xác. Từ từ, đừng ngơ ra đó nữa. Mau mang dự án đầu tư của chúng ta ra cho Dương Tổng xem đi. Vâng. Nào, đạo diễn Trương, hôm nay tôi phải kính anh mấy ly. Anh khách khí rồi. Nào nào, uống rượu hại thân, anh uống trà đi. Lâm Tổng có phúc quá ha. Ngại quá. Những cô gái xinh đẹp như em đều săn sóc thế à? Đương nhiên rồi. Cái này hai mươi bốn phút trước giao thừa. Mày nhìn lên, làm cái gì đấy? Lão nhị, mày với nó đi mở máy tính tiền ra. Được luôn. Dương Tổng, tôi kể được một nửa rồi. Anh thấy sao Dương Tổng? Tôi thấy kịch bản này rất thú vị. Lâm Tổng, sau khi nghe xong, anh thấy phim của tôi thế nào? Không tồi, không tồi. Thực sự không tồi. Vừa rồi nghe anh kể thì trong đầu của tôi toàn là những khung cảnh trong phim. Thế sao? Lâm Tổng quả nhiên là chuyên nghiệp. Đúng không? Đạo diễn Trương kể đến đâu rồi vậy? Em nghe đạo diễn Trương kể tiếp đi chứ. Đạo diễn Trương, anh tiếp tục đi. Thế tôi tiếp tục nhé. Tiếp đi, tiếp đi. Và lúc này, mấy người đó đang nói chuyện đầu tư cho một dự án. 39 phút trước giao thừa. Ở đây, vào đi.
Gái ở đây không tồi. Tất cả ngồi yên. Ai ăn thì ăn. Ăn. Ai uống thì uống. Tôi chỉ là được đại ca sai đến làm chút việc thôi. Làm xong thì đi. Sẽ cố gắng không làm hại mấy người. Cầm đi. Mày này, đầu óc làm sao đấy? Mày thành ra như nào thế này? Mày cút, cút đi. Để mắt tới bọn họ đấy. Lâm Tổng, Dương Tổng, ngồi đi. Những người khác ra góc tường ngồi đi. Ra góc tường ngồi. Từ từ. Làm gì đấy? Nhanh, quay lại đây. Uống hết bia đi. Hai văn kiện hôm nay hai người đều phải ký. Không ký thì không ai được ra hết. Dương Tổng, anh ký trước đi. Nhanh lên. Ký. Anh ta hỏi Lâm, tôi hỏi Dương. Nhận nhầm người rồi đúng không anh em? Lão Lâm, nếu tôi nhớ không lầm thì đây chính là dự án năm ngoái anh cứ níu kéo tôi mãi. Không ngờ một năm sau anh lại tìm đến bẫy tôi. Lại còn bày đặt cái gì mà dự án đầu tư phim giả, lừa tôi đến đây. Lại còn thuê người bắt cóc tôi. Để rửa sạch hiềm nghi, anh cũng phải ngụy trang làm người bị hại, đúng không? Ý tưởng thì không tồi, nhưng muốn chơi mấy thủ đoạn hạ đẳng này thì cần phải làm cho cẩn thận chứ. Lại còn nhận nhầm người. Ba thằng nhãi này ai giới thiệu cho anh thế? Mày im đi cho tao. Mày mới phải im. Dương Tổng, anh xem, tôi thực sự hết cách rồi. Nếu anh còn không ủng hộ tôi, tôi thực sự sẽ tán gia bại sản mất. Anh đại nhân đại đức. Hơn nữa, kế hoạch đầu tư này tôi cân nhắc kỹ lắm rồi. Tôi đảm bảo anh không lỗ được đâu. Người không lỗ được là Lâm Tổng mới đúng nhỉ. Anh muốn làm gì tôi lại còn không biết chắc. Tôi không thiếu mấy trăm vạn, nhưng tôi sẽ không đưa anh đồng nào đâu. Anh mau để tôi đi đi. Tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Dương Tổng, hay là thế này đi được không? Hai chúng ta chia 37. Thế nào? Không thì tôi quỳ xuống lạy anh. Tay anh là đồ trang trí à? Khốn kiếp. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai với anh nữa. Tôi cũng không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Thứ phế vật.
Ngu ngốc. Tao đánh mày. Tao đánh mày. Này thì 33 phút trước giao thừa. Mày là thứ nhãi con gì? Tao đập chết cả nhà mày đấy. Đùa à? Đừng có làm bừa. Mày đánh tao thì được, nhưng anh em tao thì tao chỉ được đánh thôi. Tao chém mày. Anh Lượng, anh đừng kích động. Chúng ta cướp quán lẩu của nó là được mà. Cướp. Được chứ? Lâm tổng, Dương tổng gì chứ? Đâu ra mà Lâm tổng thế? Tin cạn ly kia. Mày là cái gì tổng? Tôi không phải tổng. Thế mày là gì? Tôi họ Trương. Tôi là một đạo diễn. Tôi không liên quan gì tới hai người này đâu. Không, không thân. Đuổi theo. Đừng để đứa nào chạy. Ở yên đó. Ở yên đó. Ở yên đó. Ai động đậy tao chém. Tay trái điện thoại, tay phải tiền. Giơ hai tay lên trước mặt tôi. Nếu không là ăn tát cho đầu xoay tròn đến năm sau đấy. Túi. Mở ra. Gì đây? Đây là loa mini. Mở ra. Anh Lượng, đâu ra đây? Bật nít khiêu khiêu của tôi thiếu icon mặt cười, cũng còn đẳng cấp hơn anh, biết không? Đâu ra mà Lắm tổng thế? Đây là tên tôi, thực sự tên là Hà tổng. Tổng cái gì? Đây là cậu ba tôi đặt cho. Sao mày không để cậu cả mày đặt? Cậu cả tôi không có văn hóa. Trong cái bộ rúm ró của mày kìa. Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ra đi. Nhìn cái gì đấy? Tao đánh rắm còn nhiều hơn mày thở đấy. Biết không? Tao hỏi mày nhìn gì? Ô hay, mày nhìn cái gì đấy? Tôi không nhìn. Mày bảo không ăn đập là không ăn đập à? Mày bị ngu à? Ngu à? Ngu à? Không biết nhìn nè, không biết nhìn nè. Tao hỏi mày nhìn gì? Điện thoại. Nhìn gì, nhìn gì? Tôi nhìn, tôi nhìn. Điện thoại. Điện thoại mà không biết đưa à? Nào, quay lại đây. Mày bảo không ăn đập là không ăn đập à? Đại ca em sai rồi. Đại ca em sai rồi. Mười sáu phút trước giao thừa.
Đưa đây đi. Đại ca, có thể thả anh em chúng tôi đi không? Ai với ai cơ? Ô hay này. Nhanh lên. Châu Tam Thạch, phía đông Bắc Kinh. Ô, người Bắc Kinh này, trong túi có tí tiền, mất điểm quá đấy. Làm gì đấy? Đại ca, anh cầm tiền đi đi. Để lại chứng minh thư cho tôi. Ra điều kiện à? Muối tao từng ăn còn lắm hơn cơm mày ăn đấy. Đừng có mà. Ôi chà, xem này. Anh cầm tiền đi, thật đó. Để anh em tôi đi là được rồi. Mày lại giỏi quá đúng không? Được. Mày ngon. Tao cho mày ngon. Tam Nhi, ăn cái gì đó. Để mắt tới hai đứa nó cho tao. Dạ. Cảm ơn. Anton Pavlovich Chekhov từng nói, chỉ cần trong câu chuyện có súng thì chắc chắn nó sẽ nổ. Nhặt lên. Cắn lấy. Cắn từ bên cạnh. Tao không muốn bắn mày chết, nhưng chỉ cần mày không ngoan ngoãn, súng này sẽ bắn nát răng mày. Hiểu không? Vừa rồi đã nói gì? Tôi nói người Bắc Kinh mà trong túi có tí tiền thế này. Câu đằng sau, muối tôi ăn còn nhiều hơn cơm anh từng ăn. Giả làm hải sản với tao đấy à? Cũng đã làm gì mày đâu. Đâu có. Sinh năm bao nhiêu? Năm 92.
92. Anh. Đóng cửa lớn. 9 phút trước giao thừa. Trước khi tôi đi, ăn hết đi. Vậy thích nhảy múa à? Nhảy. Tên mập mặc quân phục kia, đi cùng đi kìa. Nhạc. Bé yêu từ từ bay lên. Cẩn thận, hoa hồng có gai ở phía trước. Bé yêu há miệng ra nào. Hương hoa trong gió sẽ làm em say mê. Bé yêu bay cùng tôi nào. Bay qua rừng sâu xem suối chảy. Bé yêu nhảy múa nào. Mùa xuân của tình yêu sẽ không có đêm đen. Hai chúng ta cùng bên nhau bay lên cao. Bay qua hồng trần mai bên nhau. Theo em cả một đời, yêu tôi trăm ngàn lần, không phụ sự dịu dàng của tôi và sắc đẹp của em. Sao? Mày bảo sao?
báo cảnh sát gì cơ. Không không, anh nghe tôi giải thích. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Không, cái đó chưa pha, chưa pha thật, chưa pha. Anh ơi, đừng. Anh, mắt. Mù mắt rồi, mù mắt rồi. Mù rồi, mù rồi. Nước, nước, nước đâu? Phục vụ nước. Mù mắt rồi. Nước. Mẹ mày chứ. Anh, giờ phải làm sao? Họ vừa đổi ca trực. Giờ là lúc canh gác nghiêm ngặt nhất. Chắc không có hơn 4 bảo vệ được đâu. Cùng lắm là có đến 2 tên có súng. Đợi thêm đi. Đợi họ lơ là, chúng ta xông ra. Lần này chắc phải mạo hiểm chút. Anh, đau bụng. Tôi đi vệ sinh đã. Đi đi. Một trăm giây trước giao thừa. Mười giây trước giao thừa. Hai mươi lăm giây trước giao thừa. Mười giây trước giao thừa. Ôi mẹ ơi, giết người rồi. Bắn xuyên qua rồi. Còn cố được 2 tiếng nữa. Đại Cường, trói hết lại. Mày
Anh, đừng đừng, đau, đau lắm, đau lắm anh ơi. Anh, anh, đừng dùng cái đó, dùng cái đó là bắn hai phát đấy. Mọi người nghe kỹ đây. Hôm nay anh em chúng tôi đến không phải là nhắm vào mọi người. Cứ trói mọi người trước đã. Đợi sau khi chúng tôi đi rồi, nghĩ cách báo cảnh sát đi. Gọi 120 trước nhé. Lão Miêu, Lão Miêu, Lão Miêu, tôi ở đây. Lão Miêu, đừng báo cảnh sát. Đại ca, ra từ lúc nào thế? Cũng chẳng liên lạc gì với tôi cả. Ra được hơn 2 tháng rồi. Đi một cái là 10 năm. Ra ngoài vốn đã thấy không quen. Những gì họ nói tôi cũng chẳng hiểu. Chẳng giấu gì anh, tôi còn chẳng biết dùng điện thoại như thế nào. Cũng không biết phải làm gì. Chẳng có mặt mũi nào gặp anh. Thực ra tôi thấy cậu trong quán từ mấy hôm trước, nhưng khi đó tôi không nhận cậu. Cảm ơn anh. Dù sao cũng mười mấy năm rồi không gặp. Nếu không phải thằng nhãi đó đọc chứng minh thư của cậu, đến giờ tôi cũng không dám chắc chắn là cậu. Anh, quán này là của anh à? Ừ. Tôi thấy mấy nay ngày nào cậu cũng tới, lại ngồi cùng một chỗ. Sao? Để mắt tới quán đối diện à? Bạn cũ giới thiệu, thấy bảo là ở đó có một lô kim cương. Cũng không biết nên làm gì, nên định làm một vố. Dẫn anh em cao chạy xa bay, tìm chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy, cưới vợ sinh con. Thế là xong một đời. Anh em mà cậu bảo là cái người ngồi ngoài kia à? Đại Cường, Trượng Nghĩa đấy. Cố tình đánh người để vào, ra trước tôi hơn nửa năm, vẫn đợi tôi suốt. Vốn dĩ tôi muốn dẫn dắt anh em sống thật tốt, cũng chẳng hiểu kiểu gì lại muốn dẫn cậu ấy đi làm một vố. Anh, bao nhiêu năm nay anh sống thế nào vậy? Tôi thì sống thế nào được nữa. Mấy năm đầu trốn chui trốn lủi suốt thôi, đến vệ sinh cũng không dám đi. Mấy năm trước tôi còn chẳng dám lái xe nữa, sợ gặp cảnh sát ở đầu đường rồi người ta lại kiểm tra chứng minh thư. Mấy năm nay tình hình bất căng rồi, tôi nhờ bạn giúp sửa lại chứng minh thư. Không sợ cậu cười chứ? Tôi còn đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ.
thế rồi mới dám lộ mặt đấy. Sau đó tôi dùng tiền chúng ta cướp được để đầu tư, không ngờ lại còn vào được giới làm ăn. Anh, sớm biết anh thế này, tôi phải đưa anh em về dưới trướng anh lâu rồi mới phải. Giống như lúc trước, hầu hạ anh. Được thôi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi nên báo đáp cậu tử tế mới phải. Dù sao lúc đầu người bán đứng cậu cũng là tôi, để cậu phải ngồi tù. Nếu không phải thế thì chuyện ồn ào cũng không dịu xuống nhanh vậy. Tôi cũng không có ngày hôm nay. Anh, đừng nói gì nữa cả. Lúc đầu là tôi đẩy cậu vào tù. Tôi nhớ khi đó tình hình căng thẳng, hai chúng ta trốn dưới giàn dưa, ở ngay cạnh đống giấy dụng 150 vạn. Thực ra lúc đầu tôi đã biết, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng ai trong chúng ta chạy được cả. Sau đó tôi đã gọi điện thoại tố cáo. Bố mẹ cậu đi sớm, từ năm 15 tuổi cậu đã theo tôi. Tôi tin được cậu. Dù cậu có vào đó, cậu cũng sẽ không khai ra tôi. Tôi cũng hết cách rồi. Anh, tôi theo anh từ năm 15 tuổi. Tôi coi anh như anh ruột. Dù anh có nói rõ ra, tôi cũng vẫn sẽ ngồi tù thay anh 10 năm. Nhưng anh lại đâm sau lưng tôi. Lão Miêu, ngồi xuống đi. Tôi bảo cậu ngồi xuống. Cậu thế này đây, trong lòng tôi khó chịu lắm. Nhưng cậu vẫn phải giúp tôi một việc. Gần đây tình hình căng thẳng quá, rất nhiều vụ án cũ bị lật lại. Tôi chuẩn bị lên tàu ra nước ngoài, đã làm xong hết thủ tục rồi. Nhưng giờ cái tôi cần nhất là tiền. Giống là vừa rồi tôi đã lừa được một khoản đầu tư, cuối cùng đàm phán thất bại. Nhưng sự xuất hiện của cậu khiến tôi có được nước cờ cuối cùng. Cho nên cậu bắt buộc phải giúp tôi. Tôi đã mua bảo hiểm cho quán này từ lâu rồi. Cậu phải giúp tôi cho nổ cái quán này. Nổ chết hết cả người luôn. Anh, đợi tôi cướp được kim cương rồi đổi ra tiền, sẽ đưa cho anh hết. Đừng có nói nữa, tôi không có thời gian đợi. Anh ra nước ngoài tôi gom tiền cho anh. Cậu im đi. Tôi bảo cậu rồi mà, điểm yếu lớn nhất của cậu chính là quá nghĩa khí. Cái loại cậu mà không ngồi tù thì ai ngồi? Cậu hiểu tôi mà. Chưa đạt được mục đích, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Anh, anh thả anh em của tôi ra đi. Chỉ cần cậu chịu nghe tôi. Người anh em, lát nữa cậu cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong súng không có đạn. Cầm đi. Hôm nay tôi cần cậu quay một đoạn chân thật. Ra góc kia đi. Quay thế nào cho giống quay trộm. Đi mau đi. Vâng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Lão Miêu, đến cậu đó.
Tôi nói cho mấy người biết, hôm nay tôi không muốn sống nữa. Nghe chưa? Nghe rồi. Tôi nói rồi. Anh bảo anh không muốn sống. Đúng, tôi không muốn sống. Thì đừng mong ai sống cả. Hiểu không? Hiểu. Chết. Tất cả đều phải chết. Quay xong rồi hả? Chết. Tất cả đều phải chết. Ở đây cả rồi. Không tồi. Trói cả cậu ta lại. Lão Miêu, làm cái gì đấy? Đại ca, anh hứa là sẽ tha cho anh em của tôi. Lão Miêu, cậu hiểu tôi mà. Tôi sẽ không để lại mạng nào đâu. Anh bảo tôi giết người, tôi giết. Anh bảo tôi làm gì cũng được. Anh, tôi xin anh, anh tha cho anh em tôi được không? Nó còn trẻ, có văn hóa hơn tôi. Nó ra ngoài còn có thể sống ra con người. Anh, tôi xin anh đó. Mày điên rồi à? Mày tin nó, tao không tin. Đại ca, anh muốn giết thì giết tôi đi. Anh cầm tiền cao chạy xa bay đi được không? Anh giết tôi đi được không? Thằng khốn này. Nó là anh em của mày đúng không? Hôm nay nó bắt buộc phải chết. Nó bắt buộc phải chết. Anh, mày cút ra cho tao. Cút ra. Đại ca, mày điên rồi à? Cút ra. Anh, tôi xin anh. Tôi xin anh hãy tha cho nó với. Cút ra, mày cút ra cho tao. Nó là anh em của mày. Trên đời này không có anh em. 60 phút trước giao thừa. Đi thôi. Sao không đi nữa thế? Tiểu Vũ, em muốn nói với anh chuyện này. Cả tối nay em cứ ấp úng, rốt cuộc là sao? Có gì thì vào trong rồi nói. Bên ngoài lạnh lắm. Anh lại muốn uống rượu chứ gì? Không, anh thề chắc chắn anh sẽ không uống. Đi thôi em yêu à. Xin chào, anh chị đi mấy người à? Hai người, vâng, mời đi bên này. Nào, uống một ly. Em yêu, hay là anh uống một ít nhé? Hay là chúng ta chia tay đi? Mày muốn chết. Anh Miêu, vừa rồi tên họ Lâm kia bảo tôi quay video, tôi xóa cả rồi. Tôi giao điện thoại cho anh nhé. Trói lại. Ơ này,
Sao lại thế? Ông này, tôi nói chứ, như vậy là thế nào chứ? Anh em tốt, trượng nghĩa. Người anh em, tôi trói cậu bằng nút lừa. Đợi một phút sau chúng tôi đi thì cậu tháo ra. Điện thoại ở trong túi, nhớ báo cảnh sát, nhớ gọi 120 trước. Được rồi người anh em, anh đi đi. Có thời gian chúng ta đi uống tí nhé. Đại ca, làm gì với người này đây? Đấy là anh trai tôi. Đưa đi. Giết người rồi. Lượng, anh Lượng. Lâm Tổng. Lâm Tổng. Lâm Tổng. Câu chuyện của tôi đến đây về cơ bản là kết thúc. Anh nghe xong thấy sao? Tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Vừa rồi tôi đã hoàn toàn chìm vào tình tiết của câu chuyện. Lâm Tổng đúng là hiểu phim. Đúng thế. Mà thế là từ đầu đến cuối, cái quán lẩu này chẳng có ai là người tốt à? Tôi nghĩ quán lẩu này thực ra là một xã hội thu nhỏ. Tôi muốn nói rằng trong xã hội này, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tép, tép ăn bùn, chính là khái niệm đó. Giỏi đấy. Dương Tổng. Dương Tổng. Tôi quyết định rồi, phim này tôi đầu tư hết. Không, đừng. Đừng thế, phim của đạo diễn Trương hay như thế, đúng không? Tôi cũng đầu tư chút, một nửa, được không Lão Lâm? Chuyện đầu tư hay xếp tự bàn. Chuyện này chưa cần nói dội. Có chuyện này rất quan trọng. Bộ phim này của chúng ta có thể sắp xếp cho vợ tôi một vai không? Diễn gì cũng được, chúng tôi không kén chọn. Chị dâu còn biết đóng phim mà. Ô hay, đùa à? Khả Nhi nhà chúng tôi tốt nghiệp học viện hí kịch Bắc Kinh đấy, giỏi lắm, thật không vậy? Thế thì là đàn chị của tôi rồi. Tôi nói chị nghe, đàn chị, nếu nói đến diễn xuất tốt, vẫn phải nói đến học viện hí kịch Bắc Kinh chúng ta. Học viện điện ảnh trung ương thực sự không được. Em không diễn vai nửa nam nửa nữ đâu đấy. Thế em diễn cái gì? Nói chung là không diễn vai đấy. Yên tâm, vai ái nam ái nữ tuyệt đối không để chị diễn. Vai đấy đã định người rồi. Lâm Tổng của chúng ta chuẩn bị đích thân diễn vai ái nam ái nữ. Chào mừng, chào mừng, chào mừng. Tôi thấy chuyện này được đấy. Tôi thấy rất được. Nào nào nào, nào nào, nâng ly. Cùng nâng ly chúc mừng bộ phim nào. Chúc mừng bộ phim Đêm Khốn Nạn bán được nhiều vé, nhất định thành công. Cạn ly, cạn ly, cạn ly. Đạo diễn Trương, anh bảo để tôi hát nhạc phim cho. Anh không được, anh đóng phim đi. Tôi nói anh nghe, tôi tính cả rồi. Anh với Lâm Tổng đấu nhau xem ai thắng. Đêm Khốn Nạn. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas.
我来，你去吧。好了。我靠，没穿。